Rồi, Milarepa, đệ tử của Đại Đạo Sư Ma Ba. Đạo Sư Ma Ba bảo ngài đừng đi đâu cả, trốn đi, đừng xuống núi. Đừng đến gần người ta, đừng dạy ai. Nếu con muốn giữ mạng sống của con nguyên vẹn và tu hành không bị cản trở, thì đừng đến gần con người. Vì thế, ngài sống ở tuốt trên núi, thế mà một số người cũng phát hiện ra ngài. Và rồi đôi khi ngài xuống núi và ngài dạy họ điều gì đó, có lẽ ngài không xuống núi, nhưng ngài dạy họ điều gì đó. Có bốn tu nữ đến học với ngài và thỉnh cầu ngài trở lại làng của họ để ngài có thể dạy những người khác. Ngài nói, không, không, tôi ở đây tốt cho tôi không muốn xuống núi. Nhưng rồi một số người vẫn trở thành tín đồ của ngài và những người gọi là đệ tử. Một người trong họ hết sức ganh tị với danh tiếng của ngài và tất cả sự tôn kính mà mọi người dành cho Milarepa. Ông ta chuốc độc Minh Sư Milarepa, tôi nghĩ chuốc độc phải không? Tôi nghĩ thế. Tôi đọc truyện này lâu rồi. Lâu 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 lắm rồi. Ít nhất 30 mấy năm về trước, khi tôi vẫn còn thời giờ để đọc. Như ở Ấn Độ hoặc đâu đó. Bây giờ tôi không còn thời giờ để ngay cả đọc tâm trí của mình. Những gì tôi muốn sáng hôm nay hay không? À trời ơi, nếu ngồi cạnh tôi. Quý vị cũng sẽ phàn nàn như chó của tôi hôm nọ, họ rảnh. Không có thời giờ cho chó, ngay cả không có thời giờ cho chính mình. Cảm ơn Thượng Đế, quý vị đến mỗi tuần nên tôi tắm gội thơm tho và mặc quần áo mới. Nếu không, tôi rất thoải mái. Quần áo ra sao cũng được, không có thời gian để nghĩ nữa. Rồi. Một trong mấy đệ tử của Milarepa, một người đàn ông rất đố kỵ, ganh tức với ngài đã chuốc độc ngài. Và rồi Minh Sư, tôn giả Milarepa dĩ nhiên bị đau đớn cực độ. Vào thời đó có lẽ họ rất độc ác, họ đã chuốc độc ngài. Nhưng không làm ngài chết lập tức mà ngài phải chịu đau đớn rất lâu trước khi ngài chết. Và rồi ông ta đến, bởi vì có nhiều đệ tử khác xung quanh, tỏ lòng quan tâm và ông ta cũng giả vờ quan tâm. Ông ta nói, ôi sư phụ, sao ngài không truyền tất cả đau đớn của ngài sang con để ngài được dễ chịu? Ông ta đã chuốc độc ngài và rồi giả vờ tử tế với vị minh sư. Rồi vị minh sư nói, không, không, ông không chịu nổi đâu. Đau như vậy ông không thể chịu nổi. Tôi có thể, bởi vì có lẽ tôi có một chút lực lượng. Nhờ đó sư phụ ma ba của tôi, nhưng ông không thể chịu nổi. Ông ta vẫn nhất quyết làm ơn, thưa sư phụ, xin đưa tất cả đau đớn cho con, để ngài sẽ hết đau. Nói ba hoa dài giọng. Và bởi vì Milarepa biết một số thần thông và thói quen không tránh được, nếu quý vị có thần thông thì không thể không dùng, tốt hoặc xấu. Vì thế tôi bảo quý vị, nếu có thần thông, hãy quên là quý vị có nó, đừng dùng nó, nếu không nó tiếp tục thành thói quen. Và đây chỉ là như mượn từ cõi vật chất này và thế giới Atula. Và cuối cùng quý vị sẽ phải trả giá rất đắt, hoặc nó sẽ làm tiêu tan một số điểm công đức tâm linh của quý vị, rất nhiều, một lượng lớn. Nếu chỉ ăn thức ăn đơn giản và quý vị trả tiền cho nó và vẫn mất rất nhiều điểm công đức tâm linh để bù vào, thế thì sẽ ra sao? Nếu quý vị mượn điều gì đó vô hình mà còn không thể trả lại, thế rồi người này giả vờ tử tế, tốt bụng, từ bi này nọ với Minh Sư và có lẽ làm vẻ mặt như cảm thông, có lẽ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu. Và vị Minh Sư nói, không, không, ông không chịu nổi đâu. Sau khi ông ta cứ khăng khăng, vị Minh Sư nói, tôn giả Milarepa nói với ông ta, được, ta sẽ chuyển vài phần trăm của cơn đau này vào cánh cửa và rồi ông sẽ thấy nó mạnh cỡ nào, nó đau đớn dường nào. 1%. Rồi ngài thi triển một chút thần thông, ngài chỉ vẫy tay và rồi cánh cửa vỡ vụn thành bụi. Hiểu chứ? Dạ hiểu. Tôi sẽ chẳng bận tâm, bởi vì ngài biết đây là người đã chuốc độc ngài. Có lẽ ngài muốn cho ông ta thấy rằng ngài có đủ lực lượng để giết chết ông ấy, nhưng ngài không muốn. Có lẽ vậy, nhưng tôi sẽ chẳng bận tâm. Mình sắp chết tới nơi rồi, phải chứng minh cho ai biết để làm gì. Nhưng như đã nói, thói quen khó bỏ. Nếu có lực lượng, quý vị không thể không dùng, cũng giống như chính phủ. Nếu ở trong một địa vị có quyền lực, quý vị phải thật sự sử dụng cẩn thận. Rất khó.
Chỉ một nét bút của quý vị, người nào đó có thể chết hoặc người nào đó có thể sống. Điều gì đó có thể xảy ra cho một số người hoặc gia đình nào đó. Đó là một địa vị rất khó làm. Thành ra từ thời xa xưa, nhiều chính trị gia không có hoàn cảnh tốt lắm. Cho dù họ muốn giữ cho bản thân họ trong sạch, vẫn còn có thân nhân, bằng hữu hoặc vợ và chồng. Tôi đã kể quý vị nghe một chuyện trước đây về một người sinh ra không có tay chân gì cả, chỉ có bộ phận sinh dục nhỏ, và rồi người ấy thừa hưởng gia tài, người ấy vẫn được coi là nam giới, chỉ một khác biệt nhỏ như vậy. Còn tôi phải mặc quần áo này, quần áo kia, bên trong, bên ngoài, bằng không sẽ bị chỉ trích. Làm đàn ông thật dễ, quý vị thậm chí không phải mặc quần áo để đi xuống, không ai nói gì cả. Nhiều người nam ở Ấn Độ, họ không mặc quần áo, nhà sư hoặc người tu hành, họ xả bỏ mọi thứ, họ không muốn bận tâm với thế giới, để chịu bất kỳ rắc rối nào với quần áo, thức ăn và tất cả tô điểm hoặc cái gọi là nhu cầu thiết yếu. Đôi khi tôi cũng ước mình có thể như vậy, nhưng chỉ làm vậy ở nhà thôi. Bởi vì nó cũng rườm rà, quần áo mình phải mặc hoặc mặc gì, thắt lưng hoặc tất cả những thứ này. Dây thun nếu nó đứt thì sao? Nó đứt chỗ nào đó. Ừ, may mắn là tôi mặc một số y phục rất dài. Bây giờ quý vị biết tại sao tôi mặc y phục dài hơn, cách này an toàn hơn. Nếu không tôi sẽ bị đưa lưng khắp đài truyền hình quốc gia, bất cứ gì, ai biết được, trở thành nổi tiếng hơn. Tôi đã rất nổi tiếng ở Đài Loan Formosa rồi, đi tới đâu người ta cũng biết. Tôi tới nhà hàng không phải của đệ tử, họ vẫn nhận ra tôi. Ở phi trường, không chỉ ở Đài Loan Formosa mà ở khắp nơi, được nổi tiếng là một sự phiền toái. Quý vị không thể có đủ riêng tư. Bây giờ, người đó chuốc độc Malaria, vào cuối đời ngài, đã đọa địa ngục mãi mãi. Loại địa ngục vô gián này, đừng nghĩ nó chỉ xảy ra vào thời của Malaria, nó vẫn xảy ra bây giờ, trong kiếp này của tôi. Thành ra tôi nói với quý vị, tôi luôn luôn biết ơn là mình vẫn còn sống. Vậy đó, chỉ bị gì đó, nhưng nó không lấy đi mạng của tôi. Chỉ là người đó bị đốt, không còn nhận ra diện mạo sau đó. Nhưng linh hồn, quý vị hiểu, hầu như đã bị hủy diệt. Không phải là thân thể vật chất mà quý vị không cảm nhận được, không thấy được, mà là linh hồn sẽ bị hủy diệt. May mắn là minh sư có lực lượng và có thể giúp đỡ. Nhưng đó không có nghĩa là người đó sẽ không bị đọa địa ngục một thời gian rất lâu, tối thiểu rất lâu, tôi không biết bao lâu. Nói quý vị biết, lâu lắm rồi, tôi có một chuyện cho quý vị ở đây. Lâu lắm rồi có một vị minh sư, và ngài rất sùng đạo và có lực lượng. Ý ta nói trong một cách tốt, ngài có thể cứu linh hồn và cứu con người. Và vua của vương quốc đó cũng rất tốt với ngài. Vì vậy, vua đã tặng ngài một mảnh đất và vua xây gì đó để ngài ở. Và rồi đệ tử của ngài cũng có thể thỉnh thoảng đến đó ở và nghe ngài giảng. Nhưng rồi một số đệ tử không hài lòng với việc cứ đến và đi. Họ muốn ở lại đó mãi mãi. Rồi từ từ họ chiếm mọi thứ. Và rồi vị minh sư cảm thấy không thoải mái, bởi vì thầy gì mà có thể ở với học trò 24/7 hoặc thậm chí 2 ngày một lần, hoặc mỗi vài ngày. Và rồi họ dựng lều khắp nơi, ngay trước cửa nhà ngài, và ngài không thể đi ra ngoài, đến phòng tắm mà không có đám người đi theo sau. Muốn vẽ một bức tranh, chắc là không phải phòng vệ sinh, hy vọng thế, nhưng họ đi theo khắp nơi. Ngài thậm chí không thể ngồi xuống ăn mà không có ai đó chăm chú nhìn miệng ngài. Ngài thậm chí không thể trò chuyện với mẹ hoặc anh chị của ngài mà không có ai ngồi đó lắng nghe các chi tiết riêng tư.
Ngài thậm chí không thể nói chuyện với bác sĩ về bệnh của ngài, dĩ nhiên đến từ nghiệp mà không có người nào đó lắng nghe. Họ thậm chí ngồi xung quanh ngài, quanh giường ngài, suốt đêm bất cứ khi nào họ đến. Vì vậy, vị minh sư bỏ đi, ngài không thể chịu nổi và bỏ đi một thời gian, đi nơi nào đó. Và rồi dĩ nhiên họ chiếm mọi thứ. Và rồi sau một thời gian, họ không có sư phụ nên một trong những người gọi là đệ tử nói, này, có lẽ chúng ta quá chiếm hữu ở đây, thành ra sư phụ không chịu nổi, nên ngài bỏ đi rồi. Tại sao chúng ta không rời khỏi nơi này để sư phụ ở một mình? Và rồi chúng ta có thể đến gặp ngài khi ngài rảnh. Ngài một già rồi, ngài cũng cần nghỉ ngơi, được không? Thế rồi tất cả họ rời đi. Nhưng một trong những người gọi là đệ tử không bằng lòng. Cô ta đến ở đó rất lâu, ở đó rẻ hơn. Không cần trả tiền thuê nhà, không trả gì hết, dựng lều ở đó rồi ở thôi. Đạo tràng luôn luôn có thức ăn. Tôi thích vậy. Đến và đi bất cứ khi nào cô ta muốn như nhà riêng của cô. Nên cô ta miễn cưỡng rời đi, không muốn rời đi. Và nhân tiện, một người đệ tử khác, bạn của cô, họ là bằng hữu, hai người nữ. Một cô không có thần thông, hoặc không biết rằng mình có thần thông, nhưng họ là bằng hữu trong nhiều kiếp sống khác, họ là phù thủy hát thần thông, và đi theo minh sư, dĩ nhiên không thi triển thần thông nữa, tốt. Người bạn kia của cô tình cờ làm điều gì đó sai quấy và phương hại đến toàn thể hội đoàn. Nên vị minh sư yêu cầu cô đó rời đi. Và rồi cô bạn này đến kể lể với cô bạn có hát thần thông này. Và cô phù thủy này có cớ để nguyền rủa nơi ở của vị minh sư. Không chỉ vậy, nhưng vị minh sư cũng bị ảnh hưởng. Ngài có thể tránh được. Ngài có thể trả thần thông này trở lại cô phù thủy đó. Nhưng ngài không thể làm vậy. Thứ nhất, ngài không nỡ lòng làm điều đó. Ngài không quen làm loại việc xấu này. Thứ nhì, nghiệp của đệ tử ngài phải gánh chịu. Nhưng linh hồn của người đó đã bị cháy gần giống như than đá đen. Tới khi minh sư đến và ôm cô ta bên trong và sửa chữa thương tổn cho cô. Nhưng dù vậy, người đó vẫn cần bị đọa địa ngục rất lâu. Để tôi xem bao lâu. Tôi thấy điều này bên trong, thể nghiệm. Nên đã viết xuống, chuyện này không có trong sách nào. Nhưng nếu quý vị thấy chuyện của một kiền liên, thì quý vị chắc phải biết nó tương tự. Được rồi, người đệ tử nguyền rủa vị minh sư và đặt một thành cấm vào nơi ở của ngài để khi ngài trở lại, họ mời ngài trở lại, nhưng ngài không thể sống trong đó, sống rất khó chịu. Có hôm thì bị nhức đầu, có hôm thì bị đau bụng, có hôm thì bị vấn đề về tim, có hôm thì bị cao huyết áp, có hôm thì côn trùng đến xâm lấn khu vực của ngài, vân vân và vân vân. Và ngoài ra, phụ tá quanh vị minh sư cũng bị tiêm nhiễm. Và họ cũng gây trở ngại cho vị minh sư.